Xin chào các bạn, hôm nay Anna sẽ cùng với các bạn trao đổi về cái phương pháp giảm cân sử dụng cái chế độ dinh dưỡng keto. Và cái chế độ này thì nó có làm chúng ta giảm cân thật hay không? Và nếu như chúng ta muốn mà sử dụng chế độ keto này để giảm cân thì chúng ta cần phải thực hiện như thế nào cho nó có kết quả tốt? Trước tiên á, để tìm hiểu về nguồn gốc của keto một chút. Keto là một cái phương pháp được sáng tạo ra trong cái quá trình mà các bác sĩ cho các bệnh nhân động kinh điều trị. Và trong cái chế độ mà điều trị cho bệnh nhân bị động kinh thì họ thấy rằng là một cái chế độ mà ít tinh bột và có nhiều chất béo, nó sẽ làm tạo ra một cái chất gọi là ketosis và nó giúp cho giảm những triệu chứng của bệnh nhân động kinh. Sau này khi người ta thấy rằng là cái chế độ ăn này cũng là một chế độ mà làm cho chúng ta giảm được cân thì bắt đầu ứng dụng vào để triển khai. Vậy sự thực thì keto sẽ là một cái chế độ dinh dưỡng như thế nào? Trong chế độ dinh dưỡng của keto thì bạn sẽ ăn có 5% là carb thôi, tức là gồm những cái thứ như là gluco hay là tinh bột đấy, và 20% là protein và 75% là chất béo. Thế nên là đây là một cái chế độ ăn mà nó khác so với cả một cái chế độ mà chế độ dinh dưỡng cân bằng mà các chuyên gia thường khuyến khích con người. Nếu mà mình so sánh với cái chế độ mà Anna đang thực hiện và đang tư vấn cho các khách hàng giảm cân thì Anna lại cho đến 50% cái nguồn năng lượng chính là đến từ tinh bột và những cái carb. Có khoảng 20% sẽ đến từ protein và khoảng 30% đến từ chất béo. Vậy thì keto có tốt cho sức khỏe hay không? Trong trường hợp mà bạn áp dụng chế độ keto trong vòng khoảng nửa tháng, một tháng gì đó thì Anna nghĩ rằng là cơ thể của bạn sẽ vẫn biết cái cách để mà tự cân bằng lại. Thế nhưng mà khi mà bạn sử dụng cái phương pháp này trong một thời gian dài thì cái này bạn có thể lên Wikimedia search, bạn có thể đọc được tất cả những cái tài liệu ở bất kể mọi nơi thì bạn sẽ thấy rằng là cái phương pháp ăn bằng keto ấy, trong cái quá trình mà phân hủy chất béo, cái nguyên lý của nó là như thế này. Bình thường glucose nó có ở trong hydrate carbon, nó vào bên trong cơ thể của mình, và cơ thể của mình sẽ ưu tiên sử dụng glucose là số 1 để tạo thành năng lượng cho não và cho cơ hoạt động. Thế nhưng mà trong cái chế độ ăn mà giảm glucose, giảm tinh bột thì lúc đó cơ thể buộc lòng phải đốt cháy chất béo để sử dụng thay cho tinh bột. Và trong cái quá trình mà đốt cháy chất béo đó thì sẽ có rất là nhiều những cái gọi là cái cặn bã của quá trình đốt cháy chất béo nó sẽ được tạo ra, và nó đã có những cái chứng minh là nó gây những cái nguy cơ như là nguy cơ bị những cái bệnh liên quan đến gan này, hoặc là những cái thứ liên quan đến thận này, thậm chí là những cái thứ mà rối loạn cái quá trình tiêu hóa của chúng ta, và về lâu về dài thì khả năng là nó không tốt cho sức khỏe của chúng ta rồi. Cho nên bạn phải thực sự để tâm để mà lựa chọn làm sao cho nó chính xác. Khi mà một người đang thực hiện chế độ giảm cân theo keto thì người ta đã nghiên cứu và thấy rằng là tất cả những cái bệnh nhân mà được điều dùng keto để điều trị thì họ đều bị thiếu hụt vitamin và những cái loại mà khoáng chất như là canxi, magie hay là axit amin được hấp thụ rất là ít vào trong cơ thể mình. Đồng thời những cái vitamin nhóm B, như đặc biệt là B12 hay là vitamin D cũng rất là thiếu hụt ở bên trong cơ thể. Vì vậy nó cũng làm một cái chế độ mà về lâu về dài nó sẽ dẫn đến một cái sự không được cân bằng và không có làm cho chúng ta khỏe khoắn. Bạn cần phải hiểu rõ cái này trước khi bạn sử dụng chế độ keto. Đồng thời một cái chế độ mà tinh bột mà dưới 5%, để Anna phân tích cho bạn chỗ này một chút nhé. Bình thường chúng ta, nếu mà chúng ta có ăn một cái chế độ là khoảng 1.200 calo như là cái chế độ mà Yobo vẫn đang hướng dẫn cho bạn, thì cái phần tinh bột của nó ăn đúng cái kiểu là low carb hay keto cũng thế thôi, thì cái tỷ lệ tinh bột nó vẫn giảm, nó vẫn ở dưới 8%, trong khi tức là nó vẫn ở dưới khoảng 100 gram, trong khi là cái mức mà não bộ của chúng ta hoạt động mà tốt nhất và không bị ảnh hưởng đến các cái tế bào thần kinh của chúng ta thì là một chế độ mà ở trong đó lượng carbon hydrate nó vào khoảng 130 gram. Khi nói đến cái chỗ này thì có thể là bạn sẽ thấy là nó hơi mơ hồ số má, nhưng hình dung ấy là mình phải ăn làm sao mà cái năng lượng của mình đến từ cái nguồn hydrate carbon nó phải chiếm khoảng 50% thì nó mới là một cái chế độ cân bằng và nó phù hợp với cái sinh lý của cơ thể mình. Trong bất kể một trường hợp mà mình ép nó theo một cái chế độ khác thì nó đều dẫn đến những cái hệ quả mà mình không mong muốn. Một cái điều nữa cũng khá là quan trọng mà cần phải nhắc đến, đó là một cái chế độ ăn mà thiếu tinh bột thì nó sẽ làm cho các bạn có một giấc ngủ không ngon. Trong tinh bột nó có một cái chất gọi là L-tryptophan, và cái L-tryptophan này nó là tiền chất của serotonin. Nó sẽ làm cái hormone mà làm cho chúng ta cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Đồng thời cái L-tryptophan chính là một trong những loại hormone mà có cái tác động đến cái quá trình mà điều khiển cái giấc ngủ của chúng ta. Và bạn biết ở đây, khi mà cơ thể của chúng ta thiếu ngủ, khi mà cơ thể của chúng ta không được nghỉ ngơi đúng như cái mức mà nó cần thiết, giống như bạn cứ nằm xuống nhưng mà không hiểu tại sao bạn cứ chập chờn ngủ và bạn ở trong một cái trạng thái hơi lâng lâng. Một chút nữa Anna sẽ giải thích tại sao bạn bị lâng lâng. Thế nhưng mà chính cái trạng thái đấy nó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta mệt mỏi và mệt mỏi hơn.
Bởi vậy về lâu về dài thì sử dụng keto rất là không phù hợp trong cái việc mà mình bảo vệ và xây dựng một cái sức khỏe tốt. À, một điều mà chắc chắn là phải nhắc đến đó là cái quá trình mà trao đổi chất béo nó khác với cả quá trình trao đổi glucose. Trong cơ thể của chúng ta nhá, đường nó sẽ được ưu tiên đốt trước. Sau khi đốt glucose nó sẽ đốt cái đường dự trữ ở các cái mô như là mô cơ như là glycogen. Đốt xong rồi nó mới đến đốt mỡ. Nên là khi mà mình không đưa những cái thứ đường nhiều đường vào đó thì lúc đó thì bạn sẽ được tập trung đốt mỡ hơn. Và lúc này thì não của mình cũng sẽ phải sử dụng một cái hợp chất được hình thành từ mô mỡ để mà tạo thành năng lượng cho cơ thể. Bạn phải nhớ rằng là não chính là cái nơi mà tiêu hao nhiều năng lượng nhất của cơ thể mặc dù nó bé xíu. Và trong cái quá trình mà phân hủy chất béo nó sẽ tạo thành một hợp chất gọi là ceton. Và cái ceton này nó làm cho cơ thể của bạn có mùi hôi. Và đây là một cái tin buồn dành cho những cái bạn nữ, bởi vì Anna biết rằng là phụ nữ chúng ta thì không muốn là cơ thể của chúng ta nó có một cái mùi khó chịu. Và cái mùi mà khi mà một người mà ăn nhiều những cái dầu mỡ hoặc là thịt thái ấy, thì khi mà bước vào phòng thôi bạn có thể ngửi thấy cái mùi ceton này. Anna ngửi rất là giỏi cái mùi ceton này, cho nên là Anna thường tránh xa tất cả những chỗ nào mà có nhiều nam giới mà trông lúc nào cũng mướt mát mồ hôi, hoặc là đi ở một cái phòng quá đông người là mình cực kỳ nhạy cảm với cả những cái mùi đó. Và đồng thời thì chính cái ceton này nó sẽ làm cho não của bạn có một cái cảm giác là chênh vênh choáng choáng. Đây là một cái giá phải trả khi mà chúng ta đã sử dụng cơ thể của chúng ta sai. Nó giống như là bạn đang thêm view vào trong cái cơ chế của cơ thể và bạn buộc lòng bạn tác động một cách nó không thuận theo tự nhiên, thì đương nhiên là ok bạn giảm được cân, bạn đốt được mỡ, nhưng bù lại bạn sẽ có tất cả những cái cảm giác đó. Và khi mà cái lượng ceton ở trong cơ thể quá nhiều thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến những cái hoạt động não bộ và vận động của chúng ta, và bạn không cảm thấy khỏe mạnh đâu nếu bạn sử dụng cái phương pháp này trong một thời gian dài. Có một cái điều mà bạn cũng cần phải quan tâm đó là trong phương pháp keto thì người ta sẽ cho bạn ăn rất là nhiều những cái loại thịt thà khác nhau, chiên xào rán nữa. Đương nhiên là người ta cũng sẽ cho chúng ta ăn những cái loại hạt này, hạt thì rất là tốt, nhưng mà những cái loại rau củ quả, những cái loại mà có đường ấy thì người ta lại hạn chế rất là nhiều, không được ăn. Những cái loại mà Anna thấy tốt, nó tươi, nó tốt thì không được ăn. Đây đa phần là những cái loại đã chế biến. Và khi mà bạn chế biến lên như vậy thì nó sẽ làm sao nhỉ? Trong tất cả những cái loại thịt của động vật thì bạn biết rồi, cái mỡ của động vật, đặc biệt là những loại động vật mà có thân nhiệt cao hơn so với người, nhiệt độ của người chỉ có khoảng 36 độ 5 cho đến 37 độ thôi, thì khi bạn ăn vào thì cái mỡ của nó sẽ bị đông đặc ở trong cái mạch máu của mình. Có khi trước khi mà mình kịp có kết quả để giảm cân thì cái hệ tim mạch của mình nó đã bị ảnh hưởng rồi. Và khi mà bạn hiểu hình dung là cái lòng mạch của mình mà có quá nhiều mỡ động vật nó bám vào, rồi nội tạng của mình cũng có quá nhiều cái mỡ nội tạng, thì lúc đó toàn bộ cơ thể này nó sẽ trì trệ. Và để bạn giảm được cân, bạn đốt được mỡ thì nó cần những cái enzyme tiết ra từ trong những cái cơ quan của hệ tiêu hóa. Và khi mà các cơ quan của hệ tiêu hóa đã không được khỏe mạnh thì nó cũng không tiết ra cái enzyme này. Nên khi có thể bạn sử dụng keto một thời gian đầu bạn thấy nó có kết quả, nhưng khi bạn kéo dài keto và bạn muốn tìm kiếm một cái phương pháp giảm cân mà bạn có thể thực hiện lâu dài á, thực hiện một cách lâu dài, thì lúc đó cái phương pháp keto bạn sẽ thấy rằng là cái kết quả của nó sẽ bị chậm lại. Và khi bạn ngưng, rất có khả năng là cân nặng của bạn nó sẽ tăng lên và còn tăng nhiều hơn thế. Bởi vì sao? Cái rối loạn trao đổi chất ở bên trong người mình nó đang nhiều hơn cả cái lúc mà trước khi mà bạn thực hiện keto. Chưa kể là ở bên trong những cái loại thực phẩm như vậy, như là thịt thà, thì nó có quá rất là nhiều những cái cholesterol và nó tạo ra một cái nồng độ axit rất là cao bên trong cơ thể mình. Khi mà như thế thì có rất là nhiều nghiên cứu, người ta đã nghiên cứu thấy rồi, cái giảm cân ở cái thế thế gọi là cái đời sống hiện đại này nó khác với cả giảm cân trước đây. Và khi mà cái lượng độc tố này, lượng axit bên trong người tăng cao thì nó sẽ là một trong những cái mà cản trở lại và giữ lại các cái mô mỡ để bảo vệ chính cơ thể mình thay vì là phải đốt nó đi. Vậy là cơ thể của mình lúc nào cũng bị đấu tranh bởi hai thứ, một là bây giờ tao không có đường, bây giờ tao phải sử dụng chất béo để tao đốt để cho có năng lượng, nhưng một cái thứ hai nó nói rằng là nhưng mà bây giờ nếu mà mày đốt cái chất béo này đi thì cơ thể này sẽ chết bởi vì cái lượng độc tố và axit đang ở bên trong sẵn. Thế là lúc nào nó cũng có cái sự đấu tranh như thế này, và khi có đấu tranh thì đương nhiên kết quả của chúng ta là nó sẽ không rõ rệt rồi.
Vậy thì thay vì chúng ta là kiên quyết sử dụng cái phương pháp keto hay là keto đổi mới với cái việc là tăng lượng protein này nọ kia khác lên, thì làm thế nào để chúng ta có thể có được một cái kết quả giảm cân tốt? Anna thấy rằng là bây giờ có cực kỳ nhiều những cái phương pháp khác nhau, nhưng bạn hãy tin và hãy tìm những cái phương pháp mà đang còn những người sống và khỏe mạnh và nổi tiếng thực sự họ áp dụng. Ví dụ như là Annette Lokin, ví dụ như là những cái người dân sống ở trên đảo Okinawa của Nhật Bản, hay là những cái người nổi tiếng họ cũng sử dụng rất là nhiều những cái phương pháp này. Thì cái phương pháp mà đến nhiều từ thực vật, tức là mình ăn chế độ là 70-80% tất cả những món đến từ thực vật và 20-30% những món đến từ động vật, và bạn có thể tìm hiểu cái gọi là chỉ số GI để bạn biết rằng là bạn có thể được ăn cái loại tinh bột nào trong cái quá trình mà bạn ép cân, và bạn có thể được ăn cái loại tinh bột nào trong quá trình mà cân nặng của bạn đã giảm được thành công và bạn muốn giữ dáng, thì bạn có thể ăn những loại tinh bột nào. Vậy thì cái lượng ceton ở trong cơ thể nó là một cái thứ mà cơ thể của chúng ta không thích, không cần. Khi mà được tạo ra rất nhiều trong quá trình mà phân hủy mỡ thì thận của chúng ta sẽ phải làm việc cật lực hơn. Bởi vậy cho nên nó dẫn đến những cái nguy cơ là gây sỏi thận. Đây có lẽ cũng là một trong những cái điểm trừ của cái phương pháp giảm cân bằng keto này. Thêm một điều nữa là gì? Chính cái việc mà mình ăn quá ít tinh bột á, thì nó lại làm ảnh hưởng đến cái quá trình mà điều hòa đường mỡ ở trong cơ thể của chúng ta thông qua cái hormone gọi là insulin và glucagon. Và chính vì như thế cho nên là về lâu về dài có thể nó sẽ làm rối loạn luôn cả cái loại hormone này. Và loại hormone này thì nếu bạn xem những clip khác của Anna, bạn sẽ thấy rằng là nó vô cùng quan trọng trong cái việc quyết định là mỡ của chúng ta có được đốt cháy hay không. Cho nên đối với bản thân Anna là một chuyên gia và đã có một cái chế độ giảm cân có kết quả thực tế trên hơn 3.000 khách hàng một năm, thì Anna khuyến khích bạn là bạn hãy tìm những cái điểm có giá trị của phương pháp keto để kết hợp trong phương pháp giảm cân của mình, chứ không nên sử dụng keto trong một thời gian dài. Còn đương nhiên khi bạn sử dụng keto trong một thời gian ngắn thì nó không gây một cái kết quả gì gọi là quá nguy hại đến sức khỏe của bạn cả, thì nó cũng không sao, miễn là bạn phải có ý thức về những điều này nó có thể xảy ra. Vậy cái gì là điểm cộng ở trong phương pháp keto? Nếu bạn đổi những cái chất béo từ động vật thành những chất béo từ thực vật đến từ các loại hạt và đến từ quả bơ, một số những cái loại thực vật, những cái loại hạt như là hạnh nhân, óc chó, mắc ca rồi hạt chia đều rất là tốt, bạn có hoàn toàn có thể ăn. Thứ hai là gì? Nếu bạn thay thế được một phần protein động vật, ví dụ thay vì bây giờ bạn ăn một ngày bạn ăn khoảng 4 lạng protein động vật thì bây giờ bạn chỉ ăn khoảng 1 lạng thôi, còn lại thì bạn đến từ những cái loại hạt tiếp. Đậu, đậu xanh, đậu đỏ, đậu Hà Lan, rồi đậu đen đều là những cái loại mà có rất là nhiều những cái hàm lượng protein. Thậm chí là cái hàm lượng protein đấy nó còn cao hơn là hàm lượng protein ở trong những cái loại thịt động vật nữa. Đấy là hai cái điểm tốt từ phương pháp keto mà bạn có thể ứng dụng được. Thế còn ngoài ra thì bạn nên kiếm cho mình một cái chế độ giảm cân mà nó không phải mình chỉ giảm được một chút mỡ mà mình còn đốt cháy được cái mỡ nội tạng, mình không bị tăng cái nguy cơ là bạn sẽ bị tích tụ mỡ ở trong nội tạng của mình. Đồng thời rằng là nó sẽ làm cho cơ thể của mình khỏe hơn, trẻ hơn. Quan trọng nhất là khi mà mình giảm cân á, thì da của mình vẫn phải đẹp, mặt của mình vẫn phải căng, ngực của mình vẫn phải có. Chứ còn nếu mà mình giảm cân mà một số những cái mất mát khác nó sẽ xảy ra, đặc biệt là liên quan da và vòng 1, thì Anna tin chắc rằng là nếu bạn là phụ nữ bạn sẽ không muốn. Còn nếu mà bạn là nam giới thì nam giới thường là họ có cái xu hướng là ăn thịt nhiều hơn và cần những cái loại, tức là cảm giác như là nóng nóng nhiều hơn so với cả phụ nữ. Nhưng mà trên thực tế với những khách hàng của Anna thì Anna thấy rằng là nếu cùng ở một cái cân nặng mà nữ một tháng chỉ giảm được 4 cân thôi thì nam phải giảm được 6 cân. Đó, ví dụ như một người cả hai bên mà đều là 70 cân thì cái người nam đấy trong một tháng đầu tiên họ phải giảm được 6 cân, còn người nữ thì giảm được 4 cân. Cho nên là một khi mà các anh nam đã ra tay thì thường là các anh ấy quyết liệt hơn, các anh tập trung hơn và các anh ấy có kết quả giảm cân tốt hơn là phụ nữ. Nhưng mà các anh ấy không bền bằng phụ nữ chúng ta, cho nên là phụ nữ chúng ta cứ đều 4 cân. Và những cái phương pháp mà Anna đã sử dụng cho khách hàng cũng là những cái phương pháp mà Anna đã có những cái trải nghiệm ở trên người thật. Tức là mình đã có cái kết quả trên người thật và làm cho họ không bị tăng cân trở lại khi mà họ ngừng. Bởi vì đây là một cái phương pháp, bạn hãy chọn cái phương pháp nào mà nó làm cho bạn có thể áp dụng được từ trẻ đến khi bạn già. Và chắc chắn là bạn đã có thêm nhiều những cái thông tin về phương pháp giảm cân keto. Bạn cũng sẽ có cái lựa chọn cho chính mình về việc là sử dụng nó hay không sử dụng nó, sử dụng nó trong thời gian ngắn hay thời gian dài, và nên kết hợp nó như thế nào với tất cả những cái thực phẩm khác. Có rất nhiều những cái loại thực phẩm khác nhau, đặc biệt là thực vật là những loại thực phẩm vô cùng tốt. Nếu như chúng ta không ăn được cái ánh sáng mặt trời thì chúng ta lại có thể ăn được cái ánh sáng mặt trời ở dạng lỏng. Đó là những cái diệp lục ở trong thực vật.
Cho nên là chúng ta đừng có hoài phí những cái sinh vật mà đứng ở đầu chuỗi thức ăn như là thực vật. Nó có năng lượng tốt, nó có độ sạch sẽ và nó có rất là nhiều những cái phytochemical, là những thứ mà giúp bảo vệ cơ thể của chúng ta, giúp cho cơ thể của chúng ta vừa khỏe vừa trẻ vừa đẹp. Và đương nhiên rồi, khi bạn trẻ bạn khỏe bạn đẹp thì mỡ của bạn sẽ không bị tích đâu. Và bạn chỉ cần phải tập trung giải quyết cái mỡ cũ của bạn như vậy nữa thì bạn sẽ có một cái thân hình thon gọn và săn chắc như là mơ ước. Xin chúc bạn sẽ có kết quả giảm cân thật là tốt. Và xin cảm ơn bạn vì đã đồng hành cùng với Yobo. Nhớ là hãy giúp Anna đăng ký kênh và chia sẻ, comment, hãy rung chuông để cho nhận được thông báo của những video clip tiếp theo nhé. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.